cách trọng tài xử ép. Nhưng U23 Indonesia đang dẫn đầu thông số không đẹp ở giải U23 châu Á. U23 Indonesia là một trong những đội gặp nhiều rắc rối với các trọng tài nhất tại giải U23 châu Á 2024. Sau khi đội nhà thua 0-2 trước U23 Uzbekistan, truyền thông và người hâm mộ Indonesia đã chỉ trích tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Từ trọng tài chính Sen Di Nhao đến trọng tài VAR Sivakom Phuodom đều phải hứng chịu cơn bão dư luận. Thậm chí, cầu thủ Justin Hangber của U23 Indonesia còn công khai chỉ trích trọng tài trên mạng xã hội. Tuy nhiên, giới chuyên môn chỉ ra một vấn đề mà U23 Indonesia nói riêng và nhiều đội bóng khác nói chung gặp phải ở giải U23 châu Á là các tình huống phạm lỗi. Với sự hỗ trợ từ VAR, đội ngũ trọng tài giờ đây không bỏ sót dù chỉ là những va chạm nhỏ trên sân. Từ đó, số lượng thẻ phạt cũng tăng lên đáng kể. Theo thống kê từ Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, U23 Indonesia đang là đội phạm lỗi nhiều nhất giải U23 châu Á 2024 với 82 lỗi. Con số này vượt xa những đội khác cũng vào bán kết như Uzbekistan, 64 lỗi, Nhật Bản, 62, hay Iraq, 59. Tính trung bình, mỗi trận đội bóng xứ vạn đảo phạm 16,4 lỗi. Thông số tương tự của U23 Việt Nam là 12 lỗi một trận. U23 Indonesia đang bị phạt nhiều thẻ đỏ nhất với 3 cầu bị tước quyền thi đấu. Họ cũng nằm trong nhóm các đội nhận nhiều thẻ vàng nhất, 11 thẻ vàng. Lối chơi quyết liệt là một đặc sản của U23 Indonesia. Lối chơi này giúp đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Shin Tae-yong đánh bại nhiều đội bóng tên tuổi. Tuy nhiên, các pha vào bóng mạnh mẽ đôi khi sẽ mang tới hậu quả là thẻ phạt. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của U23 Việt Nam cũng từng phân tích về vấn đề này tại giải U23 châu Á 2024. Chúng ta theo dõi giải đấu này thì thấy vai trò của VAR rất nổi bật. Chúng ta cũng thấy không chỉ Việt Nam mà ngay cả nhiều đội hàng đầu châu lục cũng bị thẻ đỏ và phạt đền. Đối với giải này, tôi thấy luật chặt chẽ hơn. Và tôi nghĩ VAR, trọng tài hay luật cũng muốn bóng đá tốt đẹp hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.